Xin chào các bác đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bác một cái combo hoàn chỉnh chuyển vô lăng, chuyển xe ba bánh từ tay lái thường sang lái vô lăng. Lái này thì là lái lệch trục các bạn nhé, có nghĩa là nó sẽ không vô lăng, nó sẽ không nằm thẳng trên một cái đường bốt vô lăng, nó có thể nằm sau, nằm cạnh, hoặc làm trước, hoặc làm trái, làm phải. Đấy, thì cái này nó sẽ phù hợp cho những cái dòng xe máy dầu, hoặc là những cái đầu lái xa vị trí ngồi phù hợp. Còn xa bao nhiêu cũng được, cái đó thì sẽ điều chỉnh ở cái thanh kéo này thôi. Đấy, thì bộ chuyển đổi sẽ bao gồm về nguyên lý hoạt động thì sẽ như sau. Bình thường thì cái tay lái của các bác ấy, nó sẽ có một cái phần kẹp ghi đông. Trên cái bộ kẹp ghi đông nó sẽ dùng bốn cái con ốc này để siết cái kẹp ghi đông xuống. Đó, thì ta sẽ bỏ cái phần kẹp ghi đông ấy đi. Ta siết cái con chuyển đổi này. Ở trên này nó sẽ tiện một cái trục côn như thế này, có cá. Và cái phần cá nó sẽ được nắp vào cái tay phanh như thế này. Đấy. Sau đó nó có đi qua một thanh rằng. Nó sẽ hoạt động trên cái rô tuyn này. Và đô tin này đến một cái tay biên và vào cái phần trục vít này lên bốt vô lăng, thì mình sẽ đánh lái là 4.5 vòng, thì cái trục này nó sẽ xoay khoảng 90 độ, khoảng 90 độ nhé. Nó sẽ bẻ qua bẻ lại, đồng thời nó sẽ kéo cái thanh rằng như này làm quay cái bánh trước của mình. Đấy là nguyên lý hoạt động. Đây là phần vô lăng. Vô lăng này thì có nút bấm còi. Ở trong cái bộ mô hình này thì sẽ không có phần cụm công tắc. Nếu như các bác muốn mua bộ có đầy đủ cụm công tắc thì xin vui lòng các bác xem lại cái video trước, là một cái bộ hoàn chỉnh có công tắc. Nhưng bộ đó thì lại không giới thiệu phần trung chuyển này và phần chân ga này. Đấy, thì các bác có thể kết hợp bộ này vào cái bộ công tắc riêng. Còn đối với bộ này, nếu như ta chỉ cần dùng công tắc không thì cách chế cũng sẽ rất là đơn giản. Chúng ta làm một cái lá đồng miết trên cái phần tiếp điểm này. Cái phần lá đồng này sẽ được nối với còi. Và khi ta ấn nút còi thì điện từ khung xe sẽ được cấp sang cho còi, làm cho còi kêu. Đây là hai nút bấm. Còi này vô lăng này thì là đường kính 39 cm. Bên em còn có loại vô lăng là đường kính 43 cm nữa. Và đường kính vô lăng một loại nhỏ hơn nữa là 37 cm. Đây là chân ga. Chân ga thì sau khi các bác lái tay ghi đông, các bác chuyển sang vô lăng thì lúc đó sẽ dùng để dùng đến chân. Tất nhiên là bên em có cả loại chân ga, chân côn và chân phanh. Tuy nhiên thì thường thường là giới thiệu một bộ chuyển đổi tương đối thôi đây. Đấy. Tháo cái quả ga ở trên tay ga ra thì nó sẽ cài vào cái khe phe cài này. Sau đó là được dẫn vào cái phần giữ ống vỏ đây. Lỗ nhỏ đây, ngón tay mình đang chỉ đây. Và luồn xuống dưới cái lỗ nhỏ này để đặt ga. Đấy là phần ga. Còn phần phanh thì khách hàng có thể xe ba bánh thì thường phanh là phanh chân rồi. Đấy. Thì một bộ chuyển đổi thì nó sẽ bao gồm những cái món như vậy. Vô lăng, bốt trung chuyển, trụ lái, chân ga. Đấy, nó có bằng này món. Giá thành sản phẩm thì các bác có thể xem ở dưới phần mô tả sản phẩm, hoặc liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, và để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video lên ấy, thì vui lòng ủng hộ em bằng cách là bật chuông thông báo, nhấn đăng ký kênh
bật chuông thông báo để nhận được những cái đăng ký khi có video mới đăng lên. Sản phẩm bên em còn rất là nhiều các loại khác nhau, các bác có thể vào cái tham khảo trong cái trang web mà nó đang chạy ngang trên màn hình ấy, xeydienmotordien.com, ở đó sẽ có những cái thông số cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho shop em là Nam ở Thái Bình.